Trong một tuyên bố chính thức vào hôm qua ngày 26 tháng 12, chính phủ tạm quyền Thái Lan cho biết họ không có quyền hoãn cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 2 năm 2014, bất chấp cuộc biểu tình chống chính phủ đã dẫn tới vụ đụng độ chết người giữa cảnh sát và người biểu tình sáng cùng ngày. Phó Thủ tướng Thái Lan Phongthep Thepkhansana phát biểu trên truyền hình cho biết chính phủ nước này tin rằng việc trì hoãn một cuộc bầu cử chỉ gây thêm bạo lực. Cuộc tổng tuyển cử ngày 2 tháng 2 năm 2014 sẽ vẫn diễn ra như bình thường. Theo hiến pháp Thái Lan, một cuộc bầu cử nên được tổ chức trong vòng không quá 60 ngày sau khi quốc hội bị giải tán. Người biểu tình chống chính phủ khẳng định họ sẽ tìm mọi cách để ngăn cản cuộc tổng tuyển cử diễn ra cho đến khi Thủ tướng tạm quyền Jingluk Sinbat từ chức. Cũng trong ngày 26 tháng 12, bạo động dữ dội đã nổ ra tại Thái Lan khi hàng ngàn người biểu tình tấn công vào bên trong sân vận động Thái Nhật ở phía bắc thủ đô Bangkok, nơi tổ chức bốc thăm mã số tranh cử cho 39 đảng. Theo hãng tin Reuters, một cảnh sát đã thiệt mạng do trúng đạn và hơn 100 người khác gồm cả cảnh sát và người biểu tình bị thương. Do toàn bộ khu vực bị người biểu tình vây chặt, nên cảnh sát đã phải huy động nhiều lượt máy bay trực thăng bay vào khu vực này để di tản các thành viên ủy ban bầu cử, đại diện các đảng phái và những người bị thương. Cảnh sát cũng sử dụng trực thăng để đưa 14 người biểu tình bị bắt đến giam tại một khu vực khác. Đến tối qua, sau khi kiểm soát được phần lớn khu vực này, cảnh sát Thái Lan đã tuyên bố giới nghiêm khu vực sân vận động Thái Nhật. Trong một diễn biến mới nhất, trái với không khí hỗn loạn tại khu sân vận động Thái Nhật ngày hôm qua, quang cảnh tại đây vào sáng nay khá im ắng. Tuy nhiên, khi được hỏi, những người biểu tình chống chính phủ tạm quyền vẫn bày tỏ quyết tâm chống phá cuộc tổng tuyển cử đến cùng.